nhằm kết nối tình hữu nghị Việt Hàn, đặc biệt là trong giới trẻ. Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam, cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc COICA, công ty GV Entertainment, trung tâm biểu diễn nghệ thuật Thăng Long, hợp tác tổ chức cuộc thi K-pop Star. Sau một tháng, vòng chung kết đã diễn ra vào ngày 30 tháng 9 tại Hà Nội. Đây là 14 tiết mục xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết cuộc thi K-pop Star 2018. Các tiết mục đã được lên ý tưởng, dàn dựng, biên đạo bởi những bạn trẻ này. Và tiết mục hôm nay thì cũng dài được khoảng gần 6 phút thôi, nhưng mà nó rất là tâm huyết với bọn em phải tập đêm nữa. Đấy, tập đêm thì có lúc phải tập đến 11, 12 giờ đêm. Thật sự thì quá trình tập luyện nó có xảy ra khá nhiều khó khăn. Thì có những người bị đau dạ dày hoặc là bị đau chân các thứ. Nhưng mà nói chung là bọn mình đã cố gắng hết sức để cho cái bài biểu diễn ngày hôm nay. Cái cuộc thi này là một sân chơi rất là bổ ích cho những cái nhóm nhảy như kiểu chúng mình. Và mình hy vọng là cái giải này sẽ được tổ chức thường xuyên hàng năm. K-pop Star là cuộc thi dành cho độ tuổi từ 18 đến 26 tuổi, được tổ chức tại Nhật Bản, Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên cuộc thi đến Việt Nam và thu hút sự tham gia của hàng nghìn bạn trẻ. Và sinh viên của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói riêng, cũng như sinh viên Việt Nam thì rất thích văn hóa Hàn Quốc, rất thích âm nhạc Hàn Quốc. Và đây là một cơ hội giao lưu không chỉ là giữa sinh viên Việt Nam với sinh viên Hàn Quốc, mà là một cái sự học hỏi lẫn nhau, chia sẻ lẫn nhau về những giá trị văn hóa của hai bên. So amazing. I surprised that Vietnam is really young country and many young talented, but it's not enough to go global. You need training. You need some lesson and you need some IT technology backup. So that's why Vietnam, Korea work together. I'm here and we will make it together. Mời bạn đoạt giải ngôi sao K-pop sẽ nhận được một khóa đào tạo 3 tháng tại Học viện Am New Dance. Sau 3 tháng, 5 bạn có đủ năng lực sẽ được gửi sang trường nghệ thuật Sinhan và Baek Seok Hàn Quốc để đào tạo. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin văn hóa Việt của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.